Như vậy thì thầy đã làm ở đây, chúng ta có thư mục form, rồi kế toán kinh doanh nhân sự public. Trong kế toán thì có thư mục kế toán 1, 2, 3, rồi tạo user. Như vậy các bạn sẽ chạy cái file này cho nó nhanh, dsa.msc, để nó chạy ra cái phần user luôn cho nó nhanh, chúng ta khỏi cần phải vào quản lý server. Như vậy trong này thầy đã tạo ra một cái OU là công ty, rồi OU kế toán, OU kinh doanh, OU nhân sự. Rồi trong này thầy có là nhân viên IT, có user là IT. Rồi chúng ta đã phân quyền gì? Home folder thì chúng ta sẽ làm gì nào? Share. Bạn để là everyone, click right luôn. Rồi sau đó trong cái thư mục bên trong, ví dụ kế toán share thì mình không share nữa, bởi vì nó đã share sẵn rồi. Mình sẽ có nhân viên IT trong này, bởi vì cái đề của mình là nhân viên IT là có quyền đọc gần như là tất cả các thư mục của công ty. Như vậy chúng ta add cái nhân viên IT vào cái thư mục kế toán luôn. Kinh doanh cũng thế, nhân sự cũng thế. Bây giờ vào kế toán thì cái KT1 này nè, nó được tạo, không phải cái thư mục này mình không tạo nha. KT123 này nó tạo khi nào? Khi mình tạo user, chọn profile và add nó vô ổ đĩa Z thì nó tự tạo cho mình. Như vậy khi mà mình tạo kiểu thế này thì nó đã làm xong cho mình câu mấy rồi đấy? Làm xong cho mình câu 5A. IT có quyền đọc xong luôn, bởi vì mình set group kế toán, IT có quyền đọc. Như vậy câu 5A đã xong, có điểm. Câu 5B, thư mục dùng chung của phòng ban, trưởng phòng có toàn quyền, nhân viên có toàn quyền trừ quyền xóa, IT có quyền đọc. Như vậy bản thân IT có quyền đọc, mình set trên cái group kế toán là trong thư mục public nó đã có quyền đọc rồi, khỏi cần làm gì luôn. Nếu như ở đây người ta nói là IT có quyền full thì mình thay đổi tí xíu, còn nếu mà IT có quyền đọc thì mình đã có rồi, đúng không? Tiếp tục, chỉ có cái phần thư mục của công ty nè, thư mục dùng chung của công ty, trưởng phòng có toàn quyền, dễ không? Dễ. Nhân viên có quyền xóa thư mục của mình tạo ra, các thư mục khác chỉ có quyền đọc thôi. IT có toàn quyền, quá dễ. Như vậy chỗ này mình sẽ quan tâm đến cái thư mục của công ty thôi, còn thư mục của kế toán public là mình đã làm rồi. Bây giờ chỗ này giả sử mình bỏ luôn, mình tạo một cái thư mục mới. Public của công ty. Public công ty này nó có quyền gì? Everyone bỏ. Rồi, bây giờ bạn sẽ add cho thầy một cái group là thành viên của công ty. Thành viên công ty mình tạo cho thầy một cái group. Còn không thì chúng ta add từng người, đúng không? Nhân viên công ty bạn add vô đây cái group cho thầy, còn không thì chúng ta thêm từng người vào đó. Giả sử thì nếu là nhân viên công ty là có kế toán 1, kế toán 2 để mình thử ha. Như vậy mình sẽ test ở đây là kế toán 1, kế toán 2. Add nhân viên công ty chết. Rồi. Mình đặt trong này thì nó hơi khó nhìn. Mình sẽ thêm bên này đi. Đây đây, thêm phía trên nha, cho dễ thấy hơn. Nhân viên công ty
set ở đây thì các bạn sẽ dễ thấy nè. Rồi, ok. Nhân viên công ty bình thường mình sẽ để quyền đọc thôi. Bây giờ các bạn thêm cho thầy cái quyền write nữa. Thêm quyền write. Nhưng mà quyền modify là không thêm nhé. Write thôi. Ok. Đó là một nhé. Nhân viên công ty có quyền write. Được không nào? Rồi, bạn thêm cho thầy một cái mới nữa nè. Chọn advanced. File now. Bạn thêm cho thầy cái này. Writer owner. Tức là quyền của chính bản thân user. Quyền của chính mình. Quyền của người sở hữu. Như vậy các bạn chọn cái này, ok. Thêm vào. Và thiết lập cho thầy quyền Retail N này là Full Control. Apply. Chú ý nè. Thấy ngộ không? Ví dụ nhân viên công ty mình set cho nó quyền read, admin quyền full, admin quyền full thì nó còn giữ nè. Còn retail là mình set full nhưng cuối cùng ở đây nó chỉ để là spicy permission, không có vấn đề gì hết, miễn là mình set full lúc nãy là được rồi. Bây giờ ở chỗ cái thư mục public mình mới tạo, mình kiểm tra lại quyền của nó coi. Rồi, 1 2 3 4, mình muốn kiểm tra cụ thể, mình muốn kiểm tra cụ thể, mình xem vô đây. Nhân viên công ty. Rồi, xong. Owner. Thấy không? Vô đây mình thấy nó có quyền full nè. Này mình xem lại thôi, mình không làm gì hết. Bây giờ mình sẽ test nha. Lúc nãy mình add cái group là kế toán 23. Kế toán 23. Bây giờ mình sẽ test thử cái kế toán này là mình đang ở kế toán mấy đây. Kế toán 2. Mình chưa có làm log on script cho nên mình vào ở đây SRV1. Mình có cái home. Mình có cái public. New folder. Chỗ này mình đang ở kế toán 2. Phải không? Kế toán 2. Mình tạo cái thư mục kế toán 2 để cho tí nữa mình log bằng cái user kế toán khác mình biết. Rồi tạo được. Xóa được. Đúng không? Bây giờ mình log off kế toán 2 ra. Log vô lại bằng kế toán 3. Kế toán 3. 1, 2, 3.
lâu quá. Vì gì ta? Nếu mà trong trường hợp các bạn làm bài kiểm tra mà nó bị trường hợp này, các bạn cố gắng là trong cái quá trình các bạn làm nè, các bạn nên snap pin lại. Cái nắp short này dùng để làm gì? Để mà chụp lại cái quá trình các bạn làm. Ví dụ quá trình lúc nãy chỗ này là ok nè, đã xong domain được rồi nè, ok nè. Nếu mà quá trình chạy mà nó lâu quá đi, mình chạy lại cái chỗ chữ ok này còn nhanh hơn á, khỏi phải chờ đợi gì nữa. Đó, thấy nhanh hơn không? Đó. Vậy trong quá trình làm các bạn nhớ snap in là nha. Quá trình mình làm đến chỗ nào thì mình nắp lại, để tí nữa có gì quay lại cho nó nhanh. Đó, vô đến nơi rồi nè. Lúc nãy mình tạo thư mục ở bên kia là bên kế toán máy, kế toán 2 tạo đúng không? Bây giờ mình vô kế toán 3 thử nha. Vô kế toán 3 thử. Xịt xịt SRV1 Enter. Lý do sao giờ nó hỏi? Tại vì thầy chưa có đăng nhập bằng user, thầy đang ở admin nè. Cho nên là mình gõ xịt xịt nó hỏi. Bây giờ thầy gõ vô đây là kế toán 3, password 123. Cũng giống nhau thôi. Home, public. Bây giờ mình new folder thì được không? Kế toán 3. Ok. New tiếp cái nữa để xóa thử được không? Được. Bây giờ xóa của thằng kế toán 2 thử coi. Không được. Như vậy đáp ứng được yêu cầu của mình chưa? Rồi, xem lại. Như vậy, trong cái thư mục public này, mình sẽ làm cái gì? Thứ nhất, bạn sẽ thiết lập cho nhân viên công ty. Bạn muốn những người nào mà tham gia trong cái group này thì mình cho nó vô nhân viên công ty. Đừng có để group user nha. Bởi vì group user có những người có thể là thuộc user của công ty, user của cái domain nhưng mà không thuộc của công ty. Rồi, chọn user công ty là quyền read, quyền write. Nhưng mà đừng có chọn modify nha. Chọn modify là nó xóa được của người khác luôn á. Tiếp tục. Thêm cái create owner. Ha, create owner. Và chọn cho nó là full. Là xong. Như vậy mình đã làm xong câu 5C. Còn cái group policy này hôm trước mình làm được chưa? Dễ hay khó? Group policy này nó sẽ có là tạo gì? Log on script. Tạo log on script. Tại vì mình có thư mục kế toán nhân sự kinh doanh ba cái phòng ban, cho nên thư mục cá nhân thì nó phải đi qua thư mục chung của phòng ban, thư mục public của phòng ban. Cho nên chúng ta, nếu như mà chúng ta làm ở cái OU chung á thì cũng khó. Cũng được, nhưng mà không biết là chưa có bao giờ thử. Nhưng mà mình nên làm ở từng cái OU, từng OU nó sẽ hay hơn. Được chưa? Làm ở từng cái OU, thiết lập cho nó. Làm luôn phần này.
ở OU của kế toán tạo group policy, mình chọn là map ổ đĩa đi, hoặc là log on script. Log on script. Oh no, quên, edit chứ. Rồi, dùng lệnh net 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 ổ x có rồi đúng không, ổ y xịt xịt srv 1 xịt home xịt, mình đang làm cho phòng gì đây, kế toán phải không, xịt public z rồi lưu lại là một, lưu lại với cái tên là gì, gì cũng được cả, map did, map did chấm ba gì, bat rồi chọn cái map did, copy ra luôn đi, open đang ở kế toán. Tương tự mình làm cho kinh doanh, nãy mình đặt là gì, log on script. Trùng tên. Rồi. Đâu rồi? Bỏ đi. Nếu như bạn muốn lấy lại chỗ này, nếu như muốn lấy lại thì chúng ta có thể làm như thế này. Để đó đi. Vào kế toán. Copy dán để top luôn đó, rồi vô kinh doanh copy đâu rồi nhỉ, đây dán vô edit xong kinh doanh.
Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ update lại. Qua Win 7 mình sẽ lốp vô bằng kế toán. Nhân sự 1 đi, thử coi nhân sự 1 coi. Nhân sự 1 là chưa làm nhé. Nhân sự 1 mình chưa làm. Mình coi nhân sự 1 có gì. Nó sẽ cũng lâu vậy ta. Ừ. Có một ổ thôi. Ổ Z thôi. Bây giờ mình sẽ log vô bằng user kế toán. Thiếu gì? Ít home kế toán, public của kế toán có, public công ty, kế toán 1 chưa có. Lý do, lý do các bạn, bạn nào biết lý do tại sao là mình đã làm OU cho group kế toán mà nó có thêm ổ y, như vậy chắc chắn rằng cái group policy đó là chạy được đúng không? Nhưng mà tại sao không có ổ x? Ai? Ai phát hiện được nào? Em? Chưa? Profile cái nào?
Kế toán 1, rồi đợi cho thầy, ý của em là làm gì đây? Kế toán 1. Đó, nếu mà row file thì ổ này ổ Z chứ. Ổ Z là home nó có rồi nè. Ổ X là ổ gì? Ổ public của công ty. Public công ty. Tại sao? Ai? Ai phát hiện được nào? Mạnh dạn đi, sai thôi. Lý do? Thử coi. Lý do rất đơn giản là gì? Là trong thư mục public của công ty, kế toán 1 không có quyền gì cả. Trong này có gì? Thầy phân cho nhân viên công ty được quyền đọc và ghi. Nhưng nhân viên công ty là ai? Nãy thầy có show lên nè. Đâu có kế toán 1 đâu. Nếu như muốn thì mình làm gì? Add thêm kế toán 1 vô. Mình add nhiều người vô. Kế toán 1 là 1, kinh doanh là 2, nhân sự là 3, cho nó nhanh. IT là 4. Ok. Đó. Kế toán, kinh doanh, nhân sự, IT. Nếu cần update lại. Rồi làm gì nữa nào? Lock off. Để cho nó tắt cái phiên đó đi, tắt cái session đó đi. Nó điểm cộng vậy đó mà không đứa nào lấy hết trơn. Hả? Điểm cộng quá trời mà không chịu lấy. Máy này đến tuổi rồi. Điểm nó không có chứ. Tại sao? Sai gì chăng? SRV1 xịt home xịt public. Ủa truy cập được mà. Vậy lúc nãy mình sai cái gì bên kia rồi? Trong cái log on script mình sai cái gì rồi? Kế toán đúng không? Edit. Ổ Z home public. Ủa sai gì các bạn? À, biết sai gì không? Ít Z nó trùng với thằng kia rồi. Thiệt tình. Sửa rồi đúng không? Ủa ít. Hả? Ổ Z thì nếu như muốn ổ Z thì chỗ này ổ Z thì sửa lại ổ kia thôi. Nếu như mình muốn chỗ này ổ Z. Đâu rồi? Thì mình làm gì? Ok, mình sẽ tùy à. Nếu như mà bạn đưa vô trực tiếp trong cái log on script hết cũng được. Còn không thì ở trong này kế toán 1 mình đổi này lại nè. Profile OX nè.
này ổ ít nè. Mình đổi kia nhanh hơn đúng không? Đổi kia có đổi có cái à? Còn cái này mình đổi đến 3 lần. Rồi ok. Lần nữa mà không được là căng à. Ủa? X, Y cùng Z đâu? Ủa, X. Thôi, hình quá. Vậy là xong ha. Rồi, tiếp tục. Phòng nhân sự chỉ xuất hiện mau. Phòng kế toán ẩn keyboard. Cái này làm được quá dễ mà. Tương tự như vậy, trong cái OU của kế toán, OU của kế toán, nếu như mà bạn làm chung cái này cũng được nè, không sao cả. Còn nếu mà muốn thì làm riêng, làm muốn thì làm riêng thôi. Kế toán thì sao? Kế toán thì ẩn keyboard. Computer hay là user? Hả? Computer. Computer làm gì có user nha. Đây ẩn, ẩn ngay tầm kế toán thì ẩn, ẩn cái gì? Đúng không? Keyboard đúng không? Apply, ok. Còn thằng gì? Nhân sự à? Nhân sự thì chỉ có xuất hiện mau thôi. Show. Hiện chụp. Rồi qua đây xem. Control panel. Mouse keyboard đầy đủ.
control panel, F5. Sao không có gì thay đổi vậy? Rồi keyboard mất rồi. Đúng không? Refresh lại là keyboard mất rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Rồi còn ký policy cho thằng này. Nhớ là chỉ có một kinh doanh thôi nhé, thiết lập cho một kinh doanh thôi. Còn nhân sự với lại kế toán thì không bị cái này. Thì mình cũng làm cái group policy cho cái OU kinh doanh thôi, chứ không có làm riêng, không có làm chung.